Trên đó thì sẽ đổ đà dằn đúng không anh Hùng? À, đây cũng đổ một cây đà dằn ở trên đó cô bác anh chị. Bàn giao thì Bùi Hồ sẽ review tổng thể ngôi nhà cho cô bác anh chị biết được luôn. Đây nhà vệ sinh em xích quay vô đây ha Trung ha. Đây dán gạch lên 1,5 m, sau đó ảnh mới két bột rồi bê lên cho nó sáng. Ở trên này cũng đóng lau phông luôn ha. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Tiểu Cần thuộc tỉnh Trà Vinh. Và ngày hôm nay là ngày thứ 5 của các anh thợ từ Đồng Tháp lặn lội quãng đường hơn 100 km để tiến hành khởi công các nhà cho gia đình anh Cọt và chị Hương cùng hai đứa bé sống trong ngôi nhà một nát đó cô bác quý anh chị. Và sau khi được Mạnh Thường Quân hỗ trợ thì ngày hôm nay là 5 ngày thì ngôi nhà cái phần tiền chế cũng gần như là đã xong, chỉ còn thiếu những cái phần cửa thôi. Tuy nhiên nhà này thì cô bác quý anh chị sẽ thấy nó sẽ hiện đại khang trang hơn so với những ngôi nhà mà trước đây Bùi Hồ cùng đồng hành với quý Mạnh Thường Quân hỗ trợ, cũng là do duyên của mỗi hoàn cảnh gia đình ha, mà mình sẽ có một cái cách xây dựng cho nó từ từ nó hoàn hảo hơn và với số tiền nó phù hợp hơn. Còn bây giờ mời cô bác quý anh chị cùng qua đây với Bùi Hồ ha. Ngôi nhà này thì bề ngang là 44 m nha cô bác quý anh chị, dài là 14 m. Ở ngoài trước này có một cái hàng ba. Anh Vũ thì ngày hôm nay là ngày thứ hai rồi, vật tư thì vận chuyển cũng khá là chậm nên là nữ anh Vũ anh sẽ làm hơi chậm trễ hơn tí xíu. Và trước này có một cái cửa lớn, một cái cửa sổ của bác anh chị. Nhà này có 5 cái cửa sổ luôn, mời cô bác anh chị cùng vô đây ha. Đây đây là cái phần hàng ba phía trước cho cô bác anh chị, cũng dán gạch. Phần đây là cậu Năm nè. Cậu Năm là U60 à, đang tròn hồ cậu Năm ha. Xa nhà thấy vui ha bồ? Thì vui chứ không buồn. À, thì mình cũng quen rồi, đi nhiều nơi rồi. Dạ. À, cũng không có gì. Dạ. Đến nhà cháu này thì cũng cố gắng làm cho nó. Bữa nay là 5 ngày xa quê hả cô Năm? 5 ngày xa quê rồi. Dạ. À. Bà Năm có điện xuống không? À có, hồi sáng này bà điện. Nói là sao? Bà không hỏi thăm bà thôi chứ bà nó hỏi bằng ngủ được không nó mới được. ăn liều phủ võng á. Mời vô đây ha em. Rồi bây giờ cô bác anh chị thấy á, ở đây là cái mặt dựng đằng trước nè, có một cái cánh cửa và một cái cửa sổ 1m2 m4, cửa sổ lớn ở tại khu vực này. À, đây là không gian của phòng khách hay cô bác anh chị. Anh Hùng đang xây cái phần này lên nè. Và ở đây mình cũng làm một cái giường này là lên 3 tấc và dán gạch luôn ha. Còn đây là không gian của phòng khách thì mình sẽ xây cái mặt dựng này và mặt dựng của cái chỗ hàng ba đằng trước luôn. À, đang xây lên tới bên đó thì sẽ đổ đà dằn đúng không anh Hùng? À, đây cũng đổ một cây đà dằn ở trên đó cô bác anh chị, khá là đẹp ha. Còn anh Vũ thì ngày hôm nay vẫn đang đợi cái phần cửa, có nghĩa là cái phần cửa chính nè, cửa sổ nè, còn hai cái cửa sổ cửa nhà vệ sinh nữa, đó là nữ vẫn đang đợi để lắp ráp vô. Mời cô bác anh chị cùng vô đây. Ở bên đây là cái cửa lớn ở đây, còn ở bên đây là cái lối đi vô nè, giữa phòng khách với lại nhà sau á. Hôm nay thì anh Hợp tăng cường thêm là có tổng cộng là có hai anh thợ với anh Hợp là ba, với lại cậu Năm với lại lớn là năm, hai người phụ và ba người thợ tiến hành làm gấp gáp cho nó nhanh với cô bác quý anh chị. Rồi cô bác quý anh chị vô đây ha. Này là alu giả đá ha. Thì nữa nó khoét một cái cửa sổ bên đây nữa nè, nhưng mà cửa sổ chưa vô nên anh Vũ anh chưa khoét được. Đến đây chung rồi. Đây là anh Thanh. Anh Thanh hôm nay là tiến hành xây cái phần giềng ở đây nè. Em quay ở đây ha. Đây xây cái phần giềng dán gạch ở đây. Chào anh Thanh ha. Anh Thanh này sáng nay xuống cùng với Bùi Hồ ở cơ quán anh chị. Đi lần đầu tiên đi đến chào anh Thanh. Nói lần đầu. Thấy sao? Thấy làm mà cũng để cho anh em kiểu giúp đỡ mà thì chứ mà chúng ta vui. Dạ. Dạ. Cho tiến hành cho mau. Tăng cường thợ cũng gần hết ha anh Thanh ha. Sao vậy? Dạ. Rồi, ở đây là cái phòng đây cô bác anh chị, qua đây em quay qua đây. Đây là cái phòng ngủ ha. Cái phòng ngủ cũng có, phòng ngủ nào cũng có một cái cửa sổ cô bác anh chị. Đó, cửa nhôm hết ha. Đó. Rồi chừng nữa anh sẽ tô hết cái phần này luôn. Cái phòng này thì bề ngang hình như là 3,5 m á. 3,5 m. Anh Hùng ơi, cái phòng ngủ từ đằng trước ra sao là nhiêu á anh Hùng? Mấy mét á? 5 mét.
không, cái phòng ngủ từ đây đến đây nè. Ba mét mấy lận. Hai mét rưỡi một phòng, 2.5 mét là hai phòng là 5 mét cô bác anh chị. Còn đợi những cái phần cửa này nè, hai cái phần cửa này là chưa có vô nè. Đó. Rồi đây là không gian của nhà bếp, cũng có một cái cửa sổ luôn ha. Em quay qua đây chưa? À, không gian nhà bếp. Ở đây là khu vực nhà vệ sinh với lại chỗ rửa chén nè. Nhà bếp thì cũng có một cái sổ thoáng. Anh Vũ anh cũng là đang hàng cái phần chợ bếp ga. Đây là nhà vệ sinh. Dán gạch lên nè, tới 1.5 mét cô bác anh chị. Gạch này gạch chỉ nằm ngang. Bây giờ thì Bùi Hồ review sơ sơ vậy á. Tại vì vài ngày tới đây thì Bùi Hồ sẽ có mặt ngay tại Cao Bằng của khu vực miền núi phía Bắc á. Nên là được. Bây giờ sẽ review như thế. Rồi sau khi mà đi về xong á, bàn giao thì Bùi Hồ sẽ review tổng thể ngôi nhà cho cô bác quý chị biết được luôn. Đây nhà vệ sinh, em xích quay vô đây ha Trung ha. Đây dán gạch lên 1.5 mét, sau đó ảnh mới két bột rồi bê lên cho nó sáng. Ở trên này cũng đóng lau phông luôn ha. Ở trên này cũng có đổ một cái cây đa dằn ở trên này cô bác quý chị, để gắn một cái cánh cửa ở chỗ này. Khu vực này là khu vực rửa chén, ở đây cũng khá là rộng luôn. Nhà vệ sinh anh Hợp anh nói là cái bồn cầu bấm nút tự động 2 mét. Anh Hợp, cái bồn cầu là anh nói bà bồn toilet á, khối liền luôn hả? Khối liền luôn, nhắn là khối liền bến à, hai chiều ngoài bấm nút luôn, khối liền luôn à. Giống như nhộng nhất luôn à, cái đó. Trời ơi trời, kinh khủng không cô bác anh chị. Bây giờ thì anh Hợp tăng cường khiên thợ khoảng mấy ngày mới xong anh Hợp? Không chắc bữa đó hứa bốn mấy gì mà vẫn khoảng 10 ngày. Chắc 10 ngày rồi. Rồi nay là 5 ngày đó, còn 5 ngày rồi. Nhưng mà nếu như mà có nghĩa là mình cứ tiến hành mình làm rồi đến ngày thì tốt, anh chạy vô ở, còn anh em mình sẽ xuống bàn giao cho ngôi nhà cho hoàn thiện hơn ha. Hôm trước thì anh nhận cái phần la phong của anh Hải là 6 triệu, thì bây giờ không có anh Hải đây, anh Hải xuống sau á, thì em sẽ gửi cái phần tiền la phong của anh giữ cho anh Hải giùm em ha. Rồi. Ngày ăn ngủ ở dưới này sao anh? Mấy bữa đầu thì nó bất ổn, chứ mấy bữa sau nó quen rồi. Bất ổn là sao? Lại lạ ngủ được chứ. Cái phần anh Hợp là hình như là ở trong cái clip đầu Bùi Hồ có nói là 78 triệu đúng không? Có phần anh không á? Em có ghi lại nè, em có nói lại nè. Không nhớ. Không. Còn cái phần anh Hải đâu? 75 như 6 hay gì? Để em coi coi. Tại trong cái clip nó có hết á. Nên là nữ là các anh em sẽ gửi cho ảnh luôn. Anh Hợp là 75 triệu. Anh Hợp là 75 triệu, gồm có dán gạch 30 cm, nhà vệ sinh, sàn nước, điện đồ hết luôn á cô bác anh chị. Mỗi lần điện là anh đi có mấy cái quạt nữa đó. Bây giờ em gửi cho anh là 6 triệu tiền của anh Hải ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 triệu. Đúng không? Dạ. Đây là phần tiền la phong của anh Hải. Và thông tin với anh Hợp cùng với các anh thợ cho mình có một cái tin cho nó vui vui ha. Được bà Mã Xuyến ở Mỹ hỗ trợ cho các anh thợ 100 đô để mà có thể một cái gì đó nó ăn, coi như là ăn bồi dưỡng mừng á. Thì bây giờ mình ở đây cái điều kiện nó khó khăn quá. Thì em dự tính là khi mà các anh bàn giao xong á, hoàn thành xong rồi cái mình lên đó mình gom các anh thợ và lại được, anh thấy được không? Cũng được. Chứ ở đây cái điều kiện mình khó khăn quá. Đúng rồi. Thì một lần nữa xin cảm ơn bà Mã Xuyến ở Mỹ đã hỗ trợ cho các anh cái phần coi như là bồi dưỡng cho các anh đi xa đó, cũng như ăn uống ở trong cái điều kiện ngủ liều rồi ngủ võng như thế này. Ông mấy anh em cũng cảm ơn ngoại Mã Xuyến. Dạ. Rồi cảm ơn anh ha. Dạ. Cảm ơn anh đã lặn lội đường xá xa xôi, cũng gần Tết tới nơi rồi. Dạ. Để mà hỗ trợ đồng hành cùng với em để mà cho ngôi nhà của anh còn. Anh Vũ à, anh Vũ ha. Hôm trước là mình cắt cái phần kia là 58 triệu, còn cái phần bếp ga với lại phần xe nữa, tí xíu nữa anh tính giùm em luôn ha. Dạ. Cái phần cái kệ bếp ga, kệ bếp ga em hàng cho chị đi, em không có tính tiền. Trung em quay qua đây Trung. Thì nghe nói cái vật tư chuyển hơi chậm anh nữ, rồi cái tiến độ của mình hơi bị chậm không Vũ? Dạ chậm lại rồi. Hai ngày bây giờ cái bữa nay cửa nó chưa giao nữa, sao mà mơ động lại ngày mai nữa. Hồi tối nay mình ngủ ở đây luôn. Tối nay mấy ngày em ngủ đây luôn. Dạ. Rồi hôm trước là em có chuyển cho anh để mà anh lấy tiền những cái vật tư á, ton nữa. Dạ. Là 50 triệu.
Dạ. Thì cái phần của anh hôm trước anh nói với em là 56,5 triệu, thêm cái phần phát sinh cửa sổ của hành lang lối đi là 1,5 triệu, nó ra 58 triệu. Dạ. Em gửi cho anh 50 triệu rồi, em sẽ gửi cho anh luôn chẳng phần này để ngày mai khi mà anh về á. Dạ. Cho nó tiện cái phần của anh với anh Hải, còn anh Hợp thì em sẽ tính sau với anh. Dạ. Ha. Dạ. Em gửi cho anh thêm 8 triệu. Dạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dạ rồi, đủ rồi. Đó. Rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Dạ. Em cũng cảm ơn các cô chú mạnh thường quân trong nước và ngoài nước. Một năm mới dồi dào sức khỏe và mừng ăn vạn sự như ý. Cũng em cũng cảm ơn anh Bùi Hồ và dạ. Út Đồng Tháp với anh Ngọc Đồng với tặng, anh Tâm tặng anh Công Duy Thu. Dạ. Dạ, dạ cũng có ba bốn anh, còn chúc cho bốn anh dồi dào sức khỏe để đi đưa những hoàn cảnh khó khăn này đến mạnh thường quân. Rồi, cũng cảm ơn bốn anh một lần nữa, chúng chân thành cảm ơn anh rất là nhiều đã đồng hành với em cũng khá là nhiều ngôi nhà trong năm nay anh Vũ ha. Dạ. Cảm ơn anh đã cùng với các anh thợ không là ngại lặn lội đường xá xa xôi ở đâu cũng đến, trên mặc dù công trình ở nhà gần Tết thì ngày sắt thì rất là nhiều. Dạ. Nhưng mà anh sắp xếp mấy ngày này để anh xuống đây anh hoàn thành để cho có nơi che mưa che nắng đúng nghĩa. Và thông tin với cô bác của anh chị, anh Vũ cũng không ngại, anh nói là ở đâu cắt được là anh cũng đi hết. Dạ. Cảm ơn anh rất là nhiều ha. Dạ. Dạ rồi, cảm ơn anh. Dạ. Rồi thôi, bây giờ chắc có lẽ là mình sẽ gặp gia đình của anh còn với chị Hương tí xíu thôi cô bác của anh chị. Chào gia đình của mình ha. Chào. Hôm nay là 5 ngày em mới quay trở lại nè. Thì mấy ngày nay thấy mấy anh thợ cắt sao chị Hương? Dạ anh nhiệt tình lắm anh. Dạ. Dạ. Sao Lộc, con thấy nhà của mình sao, đẹp không? Dạ. Thích không? Dạ. Dạ hả? Hôm nay là ngủ ké nhà của bà nội hả? Dạ. Ừ. Mấy ngày nay là có công ty có kêu đi làm lại không chị Hương? Dạ. 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 Dạ, không nghe tiền bạc đâu xoay sở. Dạ tiền anh cho em bữa hổm với chị Nguyên cho em để dành. Còn không? Dạ còn. Còn được nhiều? Còn được mấy trăm, 700-800 gì á. Còn 700-800 ha. Ờ cũng được rồi. Mấy nay bé Thư với bé Lộc bà là ba đưa đi học ha. Bữa nó thì cái lên trển là thầy ghét rồi cái nó không biết giờ về, cái nó đi bộ về luôn. Là ba ngày thi đó nó đi bộ về. Em nghe nói là Lộc là đạp xe đạp không được hả? Dạ nó té gãy xương đòn á. Sao gì? Sao té gãy xương đòn? Lâu chưa? Mấy tháng hả? Trời ơi. Ba bị thương mà con còn cũng bị thương nữa. Có đi chụp hình gì không? Thì có đi chụp hình lại anh, nhưng mà xương nó đâu có liền vậy đâu, nó cái nằm trên cái nằm dưới nè. Có băng bột gì không chị? Lúc đó có băng nhưng mà tháo ra cũng vậy. Ừ, cứ việc bé đi học là anh cọt đưa đi hết, anh lái xe đưa đi. Một giờ, 2 giờ, 4 giờ, 4:30. Thư có uống sữa không? Thư ơi, ở nhà Lanh không mà gặp em không nên chuyện nói chuyện. Ở nhà Lanh nói chuyện nhưng nghe không hết luôn. Ê vậy hả? Mà gặp em lạ không chịu nói chuyện. Rồi thời gian tới thì hôm trước em có bàn về gia đình của mình về cái việc làm á. Dạ. Sau khi mà mình có nhà đó thì thời gian tới mình có chịu với cái nghề đó không? Hay là thời gian tới mình tính làm công ty tiếp? Dạ em cũng bàn với ảnh á, nói thôi giờ cũng làm cũng nghỉ hoài á. Vậy thôi cũng nhờ anh Hồ tạo điều kiện cho em. Dạ. Thì em đi bán. Ở đây thì thấy cái việc buôn bán nó dễ không chị? Thì em cũng thấy nhiều người bán lắm nhưng mà cố gắng. Dạ. Chị phải hỏi những cái chỗ mà ta bán thịt heo hay là những chỗ bán rau củ á, giá sỉ bao nhiêu để mình biết rồi mình lấy mình chạy xe đi bán. Dạ. Chị bán, nếu như mà chị bán thì em nói với anh chủ hàng cho mình cái ba ga xe khoảng 5-6 tấc vuông vậy, mình gắn lên chiếc xe gắn máy của mình á. Dạ. Xe mình là xe gì ta? Dạ xe 50. Xe 50 hả? Chị lái xe được không? Có bằng lái gì không? Dạ không. À em lái xe 50 cũng không sao.
khi mà có được ngôi nhà thì con có muốn nói lời nào với lại cô chú anh chị Mạnh Thường Quân không Lộc? Cảm ơn. Sao nữa? Cảm ơn cô chú. Cảm ơn cô chú cho con được cái nhà. Có bao giờ mình nói là nhanh nhanh sớm để mình vô đó mình dọn vô đó mình ngủ không? Trước đây thì mình ngủ ngay chỗ cái nhà của mình đó, nó chật hẹp quá. Bây giờ ở nhà mình nó rộng, nó gần bằng những cái nhà khác luôn. Bạn của mình lại nhà mình chơi đó, nó không còn cái cảm giác là tự kỷ nữa, không có còn cái cảm giác là mặc cảm nữa. Thì có bao giờ mình nghĩ rằng sau này mình ngủ bạn mình lại nhà mình chơi không? Có hả? Mấy ngày nay có ai hỏi thăm về ngôi nhà của mình không chị? Đi vòng vòng cũng hỏi thăm đó. Đi hả? Vậy nói với em nói dạ con có nhà mới rồi bạn chơi với con. Sao? Là nó có nhà mới rồi bạn chơi với nó. À, còn nhà cũ là bạn không chơi. Dạ, bạn không chơi. À, nguyên gia đình mình có chiếc xe 50 thôi. Dạ. Ngày xưa là mình mua hay sao? Dạ của ngoại. Của ngoại hả? Dạ. Ngoại cho. Dạ ngoại cho. Cái cuộc sống của mình ở đây á thì về cái chi tiêu á thì nó không có nhiều. Tuy nhiên để làm ra tiền thì nó cũng rất khó. Có nghĩa là mình để tốn tiền rau củ hay thịt heo gì đó, nó mắc thì nó không mắc. Tuy nhiên mình để làm ra đồng tiền em thấy nó cực kỳ khó hơn. Dạ. Vài ngày nữa thôi là mình sẽ có một cái máy ấm rồi. Máy ấm đúng nghĩa. Dạ. Có bao giờ mình nghĩ đó là mơ không? Dạ em nghĩ không khi nào mà được có ngôi nhà đẹp như vậy. Dạ. Dạ. Anh còn em không nghĩ được đó như vậy. Dạ. Mau làm nó làm quá mau. Cái anh với chú Thành nhiệt tình lắm. Dạ. Là có 5 ngày là gần xong ngôi nhà rồi. Dạ. Anh nói là khoảng 10 ngày là xong anh hợp á, nó khoảng 10 ngày xong. Tại vì sau khi mà cái phần của anh Vũ xong á thì tới tiếp theo là phần của anh Hộp, phải còn nhiều cái hạng mục ở nhỏ gì chứ. Nó tốn thời gian lắm. Thì sau đó thì em sẽ xuống bàn giao lại cho gia đình của mình. Dạ. Và em công bố số tiền của Mạnh Thường Quân. Tại đến thời điểm bây giờ thì em chỉ gửi tiền La Phong với lại tiền của phần anh Vũ trước thôi. Dạ. Còn tiền của anh Hợp thì mai mốt em sẽ xuống, em sẽ bàn, em đi với anh Hợp á. Dạ. Xuống bàn giao cho gia đình của mình. Dạ. Tuy nhiên khi mà xong thì mình có thể mình dọn cho mình ở. Dạ. Cúng đạo kiến rồi. Ừ, em quên nói với anh, mình đạo theo đạo gì? Dạ đạo Phật. Đạo Phật, để em nói với anh Vũ là một cái trang thờ ha. Thấy em cũng còn bất ngờ mà xuống này thấy nó khác lạ. Dạ. Con nói gì? Nói cái gai vô, gai vô. Anh đó hả anh con? Dạ. Gai vô làm cái gì? Hả? Dạ. Gai vô nhanh. Nôn. Dạ. Nôn đúng không? Có bao giờ mình xúc động dữ, mình có bao giờ mình nhìn cái tự nhiên mình nhớ lại nhà lúc trước mình khóc không anh con? Sao muốn khóc nữa rồi? Ba muốn khóc nữa kìa Thư ơi. Sao muốn khóc nói em nghe với. Mừng. Mừng sao khóc? Chúc động. Hả? Không nghĩ là có nhà vậy. Nếu như mà mình làm thì chắc không bao giờ, chắc nghĩ là không bao giờ mình có được ngôi nhà. Dạ. Chị Hương cũng muốn khóc nữa kìa. Sao dễ xúc động như vậy? Hả? Dạ. Sao dễ xúc động đi? Hồi lúc trước á, ngôi nhà của mình nhỏ, mình ngủ á, mưa nhưng khi mình sợ nó bay đi cái ngôi nhà của mình. Thì lúc đó có bao giờ mình nghĩ là cuộc đời mình không có được ngôi nhà không anh Ngọc? Dạ, có nghĩ biết nào có. Lúc mà mình còn trẻ, mình có nghĩa là lúc mình không có bị tai nạn á, thì đối với mình hai vợ chồng làm thì có thể có được ngôi nhà đúng không? Dạ. Tuy nhiên từ ngày mà bị tai nạn là mình coi như mình suy sụp tinh thần luôn anh Ngọc. Dạ. Cũng trời. À.
lúc tai nạn là xuống luôn tới giờ luôn. Dạ. Anh còn mình có dự định là mình làm gì không? Em tính là vợ em đi bán cái đó thì em ở nhà, con là đi học, con là đi bờ, con bắt con nhỏ nhỏ. Dạ. Anh nói nếu mà có bò anh cho chiếc xe gừa luôn, để tròn lọc em cắt tròn lọc nó đấy nha. Nghe tới là khóc rồi. Bây giờ tự nhiên cầm máy Bùi Hồ không biết nói gì luôn á anh Tâm. Sao thấy chồng khóc chị muốn khóc theo chị không? Dạ. Anh với anh Cọc với Hương đây là mừng. Quá hiền, nhưng mà hiền quá vậy buôn bán được không? Em cố gắng. Hả? Cố gắng. Hồi đó giờ có tập buôn bán nữ lần nào cũng buôn bán món hàng nào thử chưa? Thôi thì cố gắng ha. Thế bây giờ cũng biết sao cuộc sống mà. Chỉ có buôn bán là mới có đồng ra đồng vô để mình xoay sở thôi. Còn chăn nuôi và nó phải có một cái thời gian rất là dài. Nên là nữ là cả, mình cố gắng thử đi. Cái nào mà thử thất bại lần đầu thì mình làm lại lần thứ hai. Lần thứ hai cũng được, lần thứ ba từ từ. Đâu ai tự nhiên sinh ra tự nhiên biết đâu đúng không? Dạ. Dạ. Thì em mong rằng sau khi có được ngôi nhà ổn định nữa thì có được một số vốn mình cố gắng làm ăn để nuôi hai cái bé đi học, cho nó có một cái nghề ổn định để nó thay đổi cuộc sống. Bây giờ mình không thay đổi cuộc sống của mình thì có thể con mình nó sẽ thay đổi được cuộc sống của mình. Và em mong rằng đây là một cái động lực lớn để cho anh Cọt cùng với chị sẽ cố gắng sau khi an cư thì mới lập nghiệp, có nhà cửa ổn định rồi cố gắng chăm cho cái bé nó đi học để nó thành tài, để nó có thể phụ giúp lại mình ha. Dù sao đi nữa cũng đừng cho hai bé nghỉ học, và em xin như vậy ha. Rồi một lần nữa thì em cũng thay mặt quý mạnh thường quân á, chúc cho anh chị luôn có sức khỏe dồi dào, sau khi có nhà cửa ổn định thì sẽ có một cái nghề nghiệp gì đó ổn định hơn. Còn bây giờ thì chắc có lẽ Bùi Hồ và anh Tâm xin chào và hẹn gặp lại tất cả các cô chú anh chị quý mạnh thường quân, quý nhà Tâm ở video clip sau, hay clip bàn giao ngôi nhà ha. Rồi em chào chị ha. Dạ. Dạ. Dạ.